Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm Giáp Thìn 2024 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới Đại hội 14 của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới. Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có quyết tâm cao, ý chí lớn và ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức báo động kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại tá Đặng Vĩnh Thủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì buổi kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cán bộ nhân viên chiến sĩ nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, bảo đảm đầy đủ về quân số, vũ khí trang bị cho nhiệm vụ, các phương án sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt các chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về việc tổ chức sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, đồng thời tích cực chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đơn vị và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu theo phương châm cấp trên tăng cường kiểm tra các đơn vị cấp dưới. Qua đó đã nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm sự bình yên cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết đầm ấm, an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuẩn bị đầy đủ hệ thống các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, chủ động luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan và các mục tiêu quan trọng, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách tác chiến, bảo đảm đúng theo quy định. Tổ chức báo động xử trí tình huống người dân tụ tập đông người, gây rối trước cổng đơn vị và tình huống phòng không. Các bộ phận nắm chắc được nhiệm vụ xử trí tình huống linh hoạt, sát với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Để bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo sự chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức các chốt tuần tra trên tuyến quốc lộ 4D nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ và hỗ trợ các phần quà tặng nhân dân về quê đón Tết. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thực hiện đợt tuần tra cao điểm trước, trong và sau Tết trên quốc lộ 4D. Tại đây, trực tiếp đồng chí Thượng tá Vũ Trọng Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, cùng với cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân về việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, nhiều người dân đã nhận được sự hỗ trợ những phần quà ý nghĩa từ tay các chiến sĩ, cảnh sát giao thông, gồm mũ bảo hiểm, nước suối, sữa, bánh kẹo, khăn ướt. Các phần quà giá trị không lớn, song lại có sự động viên tinh thần rất lớn với những người đi công tác, làm ăn xa, nay mới được về quê đón Tết an lành. Thưa quý vị, trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Tà Tổng đã được quan tâm đúng mức. Một số dự án đầu tư của nhà nước đã được đến với người dân, đúng đối tượng, tạo sự tin tưởng của nhân dân với sự lãnh đạo đúng đắn trong thời kỳ đổi mới của Đảng và Nhà nước hiện nay. Các dự án đã kịp thời giúp người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong năm, xã Tà Tổng đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn tiếp tục vận động nhân dân tự tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các bản lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở với 36 hộ. Trong đó, làm mới hoàn toàn 20 hộ, 40 triệu đồng một hộ, sửa chữa 20 hộ, 20 triệu đồng một hộ. Đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện giải ngân 12 tỷ đồng cho
cho 100% số hộ, đảm bảo các hộ nghèo có nhà đón Tết Giáp Thìn. Tháng 10 vừa qua, gia đình tôi được hỗ trợ 20 triệu đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững để sửa nhà. Đến nay, gia đình tôi đã có một ngôi nhà khang trang hơn. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến người nghèo chúng tôi. Nhà tôi trước đây ở khó khăn lắm. Nhà đã làm từ lâu, xuống cấp, mùa mưa gió ở rất khó khăn. Năm nay may mắn được Đảng Nhà nước quan tâm hỗ trợ dựng lại căn nhà, thấy rất phấn khởi và biết ơn Đảng Nhà nước, sẽ cùng gia đình cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Việc thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật được các cấp các ngành xã Tà Tông quan tâm. Xã đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ phụ trách lao động thương binh và xã hội, ra soát các đối tượng chính sách, đề nghị cấp trên, xét duyệt hưởng chế độ. Trong năm, đã tổ chức xét duyệt một đối tượng với một người khuyết tật. Đến thời điểm hiện tại, tổng số người đang hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn xã là 457 người. Trong đó, người đơn thân 46 người, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại đang chấp hành án là 21 trẻ. Khuyết tật 43 trẻ, người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên 40 người, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo cận nghèo 307 trẻ. Trên địa bàn xã Tà Tông là năm 2023 này là cũng được Đảng Nhà nước quan tâm, được hỗ trợ là 20 hộ mà sửa chữa, 20 hộ để là nhà mới. Thì sau khi được huyện và xã triển khai thì đối với các hộ dân cũng nghèo và cực nghèo là mà không có khả năng là nhà, đặc biệt là những hộ mà rất là nghèo là được hỗ trợ là dân rất là phấn khởi, mà cứ đủ số người xa cũng cử được vào để giúp đỡ và làm nhà tạm này, rồi là một cái hộ, một số hộ làm mới và tu sửa cũng thế, thế nên một tổ để vào tu sửa. Sau khi mà một số các hộ gia đình mà có cái nhà đó thì cũng rất là phấn khởi được nhà để đó Tết. Dịp Tết Nguyên đán 2024, xã đã quan tâm thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã nhận kinh phí hỗ trợ cụ thể. Hỗ trợ theo quyết định số 76 cho 7 hộ với mức tiền là 2.800.000 đồng. Hỗ trợ Tết vì người nghèo của công ty phân bón và hóa chất dầu khí cho 10 hộ với số tiền là 10 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho 10 hộ với số tiền là 5 triệu đồng. Nhận và cấp phát hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng ăn Tết Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, đã thành thông lệ, cứ đến dịp Tết đến xuân về, khi nhà nhà người người nô nức chuẩn bị chào đón một năm mới, nhóm cháo từ thiện Lai Châu phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Thành đoàn Lai Châu, Hội Quý bà thành phố Lai Châu cùng một số nhà từ thiện tổ chức chương trình Tết Sum Vầy năm 2024, gói bánh chưng tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và các em nuôi của thành đoàn. Hơn 40 tình nguyện viên đến từ các đơn vị, các tổ chức tự tay chuẩn bị các nguyên liệu và cùng nhau gói bánh chưng. Những chiếc bánh chưng xanh được các tình nguyện viên gói cẩn thận tỉ mỉ, bởi mỗi chiếc bánh đều chứa đựng những tình cảm mà các bạn dành cho người bệnh, những người có hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ không được đón Tết trọn vẹn. Đây là hoạt động thiện nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng cùng xã hội, động viên chia sẻ về tinh thần với những hoàn cảnh bất hạnh. Nhìn thấy các cái thông báo của cái nhóm cháo từ thiện này thì bản thân tôi cảm thấy rất là xúc động khi mà ở thành phố Lai Châu có những cái chương trình thiện nguyện mang đến sẻ chia cho những bệnh nhân nghèo hay những người có hoàn cảnh khó khăn, được một chiếc cái bánh chưng để sẻ chia cái tình yêu thương. Và chính vì vậy hôm nay tôi sẽ đến đây để gói những cái chiếc bánh chưng để sẻ chia cái tình yêu đấy, một cái Tết ấm áp với những bệnh nhân nghèo và những người có cái hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị phối hợp tổ chức đã trao 160 suất quà, bao gồm bánh chưng, gạo, bánh kẹo, quần áo ấm, được tặng cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các em nuôi của Thành đoàn Lai Châu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Lai Châu cũng đồng hành trao 10 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn thành phố. Những món quà dù không lớn về giá trị vật chất, nhưng tất cả bệnh nhân nghèo, các em nuôi của đoàn đều cảm thấy xúc động. Bởi với họ,
những món quà dù là nhỏ nhất, xuất phát từ tấm lòng, cũng đều là động lực lớn để giúp họ có thêm niềm tin, hy vọng vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu với bệnh tật. Để mỗi dịp Tết đến xuân về, họ lại được cùng nhau quây quần đón Tết an yên. Chồng em cũng mới mất đấy. Thế để em cũng không đi về được. Thế để toàn em chạy thần ở đây thôi. Không đi lại được đây. Mệt quá, thế thuê trọ ở đây ở. Hôm nay rất cảm ơn các chị, các cô đã nhận quà Tết. Hôm nay con đến đây, con được các cô chú tặng rất nhiều quà. Con cảm thấy rất vui. Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để thầy cô vui lòng. Nhóm cháo từ thiện Lai Châu thành lập đến nay được 8 năm và hiện nhóm có 40 thành viên đang tham gia. Chương trình gói bánh chưng và tặng quà cho những người yếu thế đã được nhóm thực hiện từ năm 2019. Được biết, so với những năm trước đây, số đơn vị đồng hành công tác từ thiện cùng với nhóm cháo được tăng lên. Nhờ đó có thêm các đối tượng yếu thế được nhận những phần quà nhân dịp Tết đến xuân về. Để mà tổ chức được cái chương trình Tết xuân về 2024 thì nhóm cháo đã có cái kế hoạch trước đây rất là lâu rồi. Và sau khi mà có kế hoạch thì nhóm cháo đã có cái chương trình phát động, đó là xin cái phần trợ giúp từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng như là rất là nhiều các doanh nghiệp đã chung tay cùng với nhóm cháo. Và đặc biệt là năm nay thì nhóm đã kết hợp cùng với Thành đoàn Lai Châu cũng như là Hội Quý bà thành phố Lai Châu để tổ chức thành công cái Tết Xuân Vầy 2024. Chương trình Tết Xuân Vầy năm 2024 cho bệnh nhân nghèo và con nuôi của Thành đoàn là hoạt động vô cùng ý nghĩa, là sự sẻ chia, đùm bọc yêu thương của các tấm lòng hảo tâm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, đúng như tinh thần, đạo lý truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của dân tộc ta. Lá lành, đùm lá rách. Để Tết này, họ cũng được đoàn viên. Thưa quý vị, không khí đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc đang tràn ngập khắp mọi nơi. Những ngày này, tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, không khí chuẩn bị Tết Nguyên đán đang đến thật gần với những phạm nhân, mang theo niềm hy vọng, mong mỏi sớm ngày đoàn viên. Những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, khi người người nhà nhà đang tất bật trở về với gia đình để đoàn viên, tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, gần 300 can phạm nhân cũng đang chuẩn bị Tết trong không khí vô cùng đặc biệt. Khác với mọi ngày, hôm nay các phạm nhân đã cùng nhau gói những chiếc bánh chưng ăn Tết. Gạo, đỗ, lá song, thịt lợn, tất cả đều được chuẩn bị rất tươm tất. Đến Tết này thì cũng rất nhớ gia đình, nhưng mà thôi cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được về với gia đình và các con và xã hội. Thì chúng tôi ở trong này cũng được các cán bộ tạo điều kiện cho nên là tôi cũng thấy thoải mái và cũng cố gắng. Để các phạm nhân được đón Tết trong không khí ấm áp, vui vẻ, đầm ấm tình người, trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động cho phạm nhân tham gia đón Tết. Bên cạnh việc chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ cho đêm giao thừa, các phạm nhân còn được tham gia thi đấu thể dục thể thao, trang hoàng không khí Tết tại khu trại. Qua đó góp phần động viên, giúp các phạm nhân, những người đang thi hành bản án của pháp luật vơi bớt nỗi cô đơn, hụt hẫng, mặc cảm và thức tỉnh lòng họ, hướng thiện. Đây là năm thứ ba của năm ăn Tết ở trong này, cảm xúc ở trong này thì rất là vui, được cán bộ ban giám thị ở đây tạo không khí Tết cho anh chị em phạm nhân ở đây ăn một cái Tết thật ấm áp cùng với như một gia đình thứ hai của mình ở trong này. Và bọn em cũng cố gắng cải tạo tốt để sớm được về với gia đình và xã hội. Những năm qua, mỗi dịp Tết đến, các hoạt động chào mừng dịp Tết cổ truyền của dân tộc luôn được ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh chuẩn bị chu đáo. Dù là những con người mắc lỗi trong quá khứ, các can phạm nhân vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời. Những hoạt động đón Tết cho các can phạm nhân không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, hướng thiện mà còn tạo cho họ những khát khao, động lực cải tạo để trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Đối với ban giám thị trại tạm giam cũng như là quy định chung của ấy thì sẽ tổ chức làm sao cái không khí Tết như một gia đình, coi như là trại giam cũng một cái gia đình để biết sao là hướng thiện, phạm nhân hướng thiện để phấn đấu tốt hơn nữa, để hạn chế thấp nhất cái việc là cái tư tưởng phạm nhân là cảm thấy nhớ nhà quá, cảm thấy không nghĩ nhà là có cái tư tưởng là trốn hoặc là có những cái vấn đề đó gì đó là sao nhãng
để làm sao cái mục đích cuối cùng là cái gì, tổ chức cho các phạm nhân là thấy được cái ý nghĩa của ngày Tết của truyền thống dân tộc. Đối với các phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh, Tết là thời điểm mà họ đếm ngược thời gian để mong muốn được trở về với gia đình, người thân, với cuộc sống tự do mà bản thân từng đánh mất. Là thời khắc mà những điều cũ sẽ qua, những ước mơ về một ngày mai tốt đẹp sẽ tới. Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh quan tâm chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, thì nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cao luôn được các đơn vị thuộc vùng 4 Hải quân tăng cường. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tác nghiệp tại Trường Sa. Để đảm bảo không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, quy định và tổ chức xây dựng các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sát với thực tiễn. Đồng thời, tổ chức chặt chẽ, linh hoạt vừa đảm bảo chế độ nghỉ ngơi của bộ đội, vừa duy trì nghiêm khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ. Ngày chúng tôi đi tuần tra ở dọc bờ biển, quan sát các mục tiêu như là tàu hay là máy bay để có thể kịp thời báo cáo lên cấp trên để nhanh chóng xử lý. Chúng tôi hứa sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo để cho nhân dân ở trên đảo cũng như ở trong bờ để có một cái Tết an lành. Bất kể dù ngày hay đêm thì cán bộ chiến sĩ trên các đảo vẫn thực hiện nghiêm các hoạt động tuần tra canh gác, theo dõi từng hoạt động trên biển nhằm phát hiện kịp thời các mục tiêu có dấu hiệu xâm phạm vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, tàu thuyền của ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Với cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm một địa liêng của Tổ quốc là trên hết, chúng tôi xin quyết tâm đoàn kết thống nhất, vững chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, để cho nhân dân trong đất liền được vui xuân đón Tết. Trong thời gian qua, chúng tôi đã làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt về công tác sẵn sàng chiến đấu, không để sót lọt mục tiêu, và luôn quan sát và báo cáo kịp thời về sở chỉ huy các cấp. Trong năm qua thì chúng tôi đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về công tác sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, hoạt động thể dục thể thao, phong trào rèn luyện thể lực, võ thuật của cán bộ chiến sĩ luôn được duy trì thường xuyên hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chính nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ, có sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng khác trên đảo, những năm qua, chủ quyền vùng biển đảo thêm lục địa của quần đảo Trường Sa được bảo vệ vững chắc, góp phần để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, để nhân dân cả nước đón một mùa xuân mới vui tươi, bình an và hạnh phúc. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.